Hôm nay em giới thiệu đến quý vị chiếc USB. Chiếc USB này được sao có tất cả các file nhạc gốc, nhạc Việt Nam chất lượng cao. Đó là nhạc gốc ạ, nhạc gốc các bác nhé. Đây này, cái nhạc gốc này chỗ này nó có khoảng độ trên 100 album, nó có mấy nghìn bài hát ở đây cơ. Tất cả các dòng ca sĩ từ những thập niên, thập kỷ trước, năm 70, tất cả những đây là nhạc gốc hết. Và được đưa vào chiếc USB rất nhỏ gọn như này. Các bác đừng đi, các bác mua CD càng cũng tốt, có cái CD cũng tốt. Nhưng bây giờ thì thời đại CD thì là nó yêu cầu là rất là phức tạp. Thứ nhất là phải nhạc gốc, thứ hai là đĩa CD thì phải là đĩa sao nước 1 hay nước 2 gì đấy. Mà bây giờ để các bác mua một đĩa CD, đĩa CD nhạc gốc ấy, đĩa phôi một nước nhạc gốc ấy, thì nó phải có tầm 200-300 nghìn đến 500 nghìn một chiếc trở lên ạ, trở lên. Mà đối với lại một đĩa như vậy thì chắc chắn là các bác chỉ được một album. Một đĩa như vậy thì nó chỉ được một album. Ví dụ như album này chẳng hạn, 10 tình khúc này, Phi Nhung chẳng hạn, thì các bác chỉ được một album này thôi. Mà nó mất đến bao nhiêu? 400-500 nghìn rồi. Nhìn chưa? Đấy, một album các bác nhìn nhé, cái file của nó đây. Nó 28,5 MB. Các bác chú ý hộ em nhé. Hôm trước em có quay lên nhưng nhiều bác bảo tại sao cái đuôi này nó đọc thế nào được. Không phải đâu, cái máy tính bên này em đang cài cái phần mềm đọc nhạc loại này thì nó thế, còn sang cái này em cũng đang cóp nhạc đây này, em cũng mở cho các bác 10 tình khúc này nhé, này em đang cóp mà đấy, nó lại đọc nhạc kiểu khác. Có nghĩa là trên cái máy tính của mình cài phần mềm đọc nhạc kiểu gì thì khi nhạc được cắm vào thì nó sẽ chuyển đổi nó cái phông, có nghĩa cái nền bình thường mình nhìn thôi. Đó, trên này đây nó vẫn hiện thị đây, các bác nhìn toàn 3 mấy 4 mấy 41 MB một bài hát, tức là nó gấp đến 10 đến mười mấy lần những cái bài hát MP3 các bác tải ở trên mạng về. Đấy, đây là những file nhạc gốc ạ, nhạc gốc luôn. Chứ còn bác tải những cái file trên MP3 trên mạng về nó chỉ có 3 4 đến 5 MB thôi, chứ nó không phải là 3 40 MB như thế này. Đây là tất cả là file gốc hết ạ. Và tất cả đều được mấy nghìn bài hát đều được đưa vào trong này. Thì có nhiều bác hỏi là ô tôi lấy này về thì nhà tôi có đầu giải mã, tôi chạy TV rồi, nhưng không có đầu giải mã để cắm. Có cái đầu thì nó có cắm cổng USB, có cái đầu nó không có cắm cổng USB, tôi dùng được. Cái giải pháp đấy rất đơn giản bác ạ. Bây giờ tất cả TV internet, cái nào TV nào cũng có cổng cắm USB. Nên về các bác chỉ việc cắm cái cổng USB này vào trên TV nhà các bác, sau đó bác mở file chạy nhạc trên TV, nó đọc hết cho các bác luôn. Khi nó chuyển xuống đầu giải mã là các bác có thể dùng được cái USB này, không nhất thiết phải mua cổng cắm. Ví dụ đây, em ví dụ luôn. Ví dụ như nhà em chẳng hạn, em có chiếc đầu này, nó đang đọc USB đây, đúng không? Đây đang đọc USB, đúng không ạ? Đây. Đấy. Nhưng bây giờ ví dụ em có cái đầu y như này, nhà bác có đầu giải mã rồi nhưng không có cổng cắm USB. Các bác hãy rút chiếc USB này, bác cắm vào chiếc TV bên cạnh mép TV hoặc đằng sau chiếc TV. Sau đó bác mở trên TV cho em, đưa xuống đây. Và có nhiều bác nữa lại đặt câu hỏi là thế mở TV như thế thì suốt ngày TV nó sáng à? Không phải mở TV sáng đâu ạ. Trên TV bây giờ, TV Samsung, Sony hay LG đều có chức năng tắt màn hình, chỉ chạy ngầm nhạc, không làm tốn điện các bác nhé. Các bác chú ý của em, nếu bác nào chưa biết cách tắt nghỉ màn hình trên TV thì các bác chỉ cần gõ vào YouTube hoặc Google hướng dẫn tắt màn hình TV ở chế độ nghỉ ấy. LG hoặc Samsung hoặc Sony họ sẽ hướng dẫn cho các bác cách tắt, chỉ có đúng một bấm thôi hoặc là hai đường lệnh vào xong là xong thôi, rất đơn giản. Thì các bác có thể nghe nhạc cả ngày để cho màn hình TV đỡ hại, để khỏi phải tốn điện. Đấy, nó chạy âm, nó ngầm, rất là hay. Đấy, em phải giới thiệu như vậy. Một chiếc USB này nó chứa bao nhiêu nghìn bài hát. Dòng này, bài hát là tất cả những dòng nhạc tiền chiến, rồi nhạc trữ tình, bolero, cổ điển, nó tóm lại vân vân, các dòng nhạc Việt Nam của mình từ những thập niên 70 trở về đây nhé các bác nhé. Trong này, hết đã được cho chọn lọc nhé, được chọn lọc đẹp. Và chiếc USB này là chiếc USB các bác chỉ nên mua từ 64 đến 32 GB đến 64 GB trở lại thôi. Các bác chú ý, 64 GB đọc đã khó rồi, bởi vì là do cái dung lượng nó quá nhiều. Khi các bác cắm lên cái đầu TV hoặc là đầu xe ô tô hoặc là đầu giải mã, nó sẽ loát rất là chậm, nó chậm, phải chưa? Nên là chỉ nên dùng tối đa 64 GB thôi, còn đa số là phổ thông nhất là nên dùng 32 GB. 32 GB là hợp lý nhất. 32 GB này các bác mà cắm cho nó chạy triền miên chắc không biết cả tháng không biết nó đã hết bài hát chưa. Chắc phải vài tháng nó mới hết bài hát.
chứ nói gì đến 64. Nên là đấy là em giới thiệu cho các bác về cái USB mới này đấy. Tất cả những chiếc USB này em đã sao chép nhạc bác về chỉ sẵn dùng thôi. Dùng đĩa được thì cũng tốt, nhưng mà dùng đĩa hay bị xước. Cảm ơn các bác.